Xin chào. Thông tin mới nhất ngày 17 tháng 9 về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông 4.0 hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Cơ hội vinh danh cho các nhà đầu tư được chiếu cố đến ngày 22 tháng 9 với 5.000 đô sở hữu 450.000 cổ phần và được ghi danh bằng video 3D tại Belarus, UAE và trên các con tàu chạy khắp thế giới. Cuộc đua đi Dubai và ăn tối với ngài chủ tịch đã chính thức khép lại với 140 giải vàng, 240 giải bạc và hiện tại thì số lượng giải vàng đã bị đặt chỗ hết. Việc đạt giấy chứng nhận hợp chuẩn TÜV SW giúp cho Skyway vươn mạnh ra toàn thế giới. Sự kiện mang tính bước ngoặt này sẽ kích hoạt một sự phát triển một nền kinh tế mới cho những quốc gia, những khu vực và bất cứ một doanh nghiệp nào lựa chọn và sử dụng công nghệ Skyway. Đây là một tín hiệu tốt đối với các nhà đầu tư bởi vì nó nói lên cái tầm vóc quy mô lợi nhuận và rút ngắn thời gian chờ đợi từ IPO. Việc hợp tác với Lenovo trong việc xử lý và lưu trữ thông tin ở trên quy mô toàn cầu giúp cho Skyway tiến bước vững mạnh ra thị trường thế giới. Chi tiết hãy xem trên kênh YouTube Darling Skyway và đừng quên follow kênh TikTok MyRO để cập nhật những thông tin nhanh nhất, mới nhất và chuẩn mực nhất nhé.